cho mưa. Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Chào toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Ở clip này thì xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một mẫu đẩy rất là nổi tiếng của Trung Quốc, Audio Flan. Đây là hàng chính hãng nha các bác nhé. Các bác đi mua hàng lăn tăn về cái vấn đề hàng ếch nhái thì khi sở hữu một con đẩy như này thì chúng ta không cần phải bàn tán về cái vấn đề gọi là hàng nhái. Loại này thì nó chỉ có hàng chính hãng thôi. Đấy, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Như vừa nãy thì em đang test một đoạn nhạc thử là chỉ có đẩy với lại loa thôi, chất âm mộc, đấy, tiếng rất là hay, nó ra đủ ba giải bát trung chép rất là đồng đều. Đấy. Còn khi các bác sử dụng phối ghép với lại những con vang hay là equalizer hay là đại loại những cái thiết bị ghép thêm bàn mixer các thứ thì chắc chắn một điều chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Muốn biết được con đẩy nó chất lượng âm thanh nó có hay hay không thì chúng ta cần phải thử chỉ riêng mình đẩy thôi. Đấy, có nghĩa là chỉ có đẩy và loa thôi. Còn nhạc đầu vào thì chúng ta có thể sử dụng tùy các bác chọn cái chất lượng nhạc nó hay thì chắc chắn thì nó sẽ hay rồi. Đấy, có nhiều bác thử bảo là thử qua điện thoại. Điện thoại thì nó cũng có nhiều loại điện thoại. Như chúng ta sử dụng điện thoại iPhone thì chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn khi sử dụng đối với những dòng Samsung hay là Oppo, những loại thể loại điện thoại khác. Đấy. Còn khi các bác cắm vào TV thì nó còn hay hơn khi mình sử dụng qua điện thoại Samsung hoặc là dòng Oppo. Đối với dòng iPhone thì chất lượng nhạc nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Không dài dòng hơn nữa thì em sẽ quay vào một chút bên trong phần linh kiện của máy. Đây, con này thì mặt phay nhôm rất là đẹp nhá, mặt phay nhôm rất là đẹp, chiết áp rất là chất. Công suất con này nó là 1000W một kênh, hoạt động ở chế độ 8 ohm. Nó sử dụng hai loại sò, một dòng Toshiba của Nhật 1943 và 5200 và hai là dòng sò MG. Đối với dòng sò MG thì các bác cũng biết rồi. Đây. Nó rất là khỏe và hay. Đấy. Nếu tính sò thì con này 40 sò đấy mọi người nhé. Máy bù áp, máy LA bù áp. Thì đối với những con đẩy như thế này thì chúng ta có thể đánh được một đôi loa full đôi 340 tầng 725, anh em đánh thoải mái nhé. Hoặc chúng ta có thể sử dụng hai cặp loa full đơn 40 iPhone 16 thì em cứ bao đánh cho các bác. Máy móc zin nguyên bản nhé mọi người nhé. Đối với dòng máy LA thì cũng có rất là nhiều loại máy và có những dòng tụ nhỏ, dòng tụ to. Đối với dòng hãng này thì nó thiết kế mạch rất là chất, đẹp, linh kiện các thứ, nói chung là không chê cái điểm gì các bác. Đây em vừa mới tháo. Cũng chưa có vệ sinh, chỉ có một chút màng nhện với một ít bụi. Khi anh em xem và nhận biết cái dòng máy LA thì chúng ta cứ nhìn vào đây nhé. Ôi rồi,
trên trên đất sờ tê dại cái gần đấy. Này, nó sẽ có mấy cái con dại ngửa, con thúc này, mấy con đèn thúc này, đấy, hai bên đó, thấy chưa? Đây là những dòng máy LA. Ở phần đằng sau thì có chế độ đánh cắt súp luôn nhé, System Mono Bride. Đấy. Máy rất là đẹp. Duy nhất chỉ có một con thôi nha mọi người nhé. Giá là 5.200.000. 5.200.000 con này. Đấy, khi các bác sở hữu một con đẩy ví dụ như dòng máy LA với công suất là 8 chót một kênh, thì nó có tên là thương hiệu DK. DK thì nó cũng bắt nguồn từ Trung Quốc cả, nó đều sản xuất ở Trung Quốc. Đấy. Thì cái mức giá nó bán trên thị trường, anh em nó bán thì cũng trên 5 triệu. Đấy. Nó rơi tầm 5.500.000. Thì với một con đẩy chất lượng như thế này, công suất khỏe hơn, tiếng hay hơn. Đấy, một đại hàng chính hãng với cái mức giá 2.200.000 quá hợp lý. Các bạn, quá hợp lý. Anh em nên tìm hiểu và cân nhắc. Chứ còn dòng đẩy trên thị trường cũng có nhiều loại lắm. Nếu anh em nào chưa hiểu rõ, chưa biết nhiều thì chúng ta cần phải chịu khó xem, tìm hiểu. Đấy, dần dần sàng lọc ra sẽ mua được những cái mặt hàng ưng ý với mức tiền hợp lý. Rồi, clip này thì xin được kết thúc tại đây. Mọi thông tin chi tiết đặt hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Bên em vẫn ship hàng toàn quốc các bác nhé. Ở clip này thì xin được dừng ở đây.